Hello anh em, đây là cái máy Vostro 5581, Dell Vostro 5581. Thì ở đây mình đang có cái gì sạc USB-C, USB Type-C. Đó. Và đây là cái dây sạc của cái MacBook. Đây. Thì khi mình sử dụng cái dây sạc này, mình cắm vào cái máy Dell Vostro 5581 thì để xem nào, xem coi nó có sạc được không. Rồi thì đây các bạn thấy nè, nó để là plug-in. Phải ngắt cái này ra đã. Rồi và cái đó ra nó vẫn là plug in, có nghĩa là sao, có nghĩa là cái máy này nó vẫn đang sạc. Như vậy là cái máy Dell Vostro 5581 này nó có thể sạc được thông qua cái cổng USB-C. Cái nguồn của cái MacBook thì nó chỉ có 29W thôi, còn cái đây là cái cục sạc, cái góc của nó thì nó đến 45W lận. Cho nên nếu các bạn nào muốn sử dụng cái sạc USB-C, các bạn cần tìm cái củ sạc có công suất từ 45W là ok. Dùng dây Type-C sạc qua cổng USB-C. USB Type-C. Rồi. Ok. Ở trên trang web của Dell thì nó không có đề cập đến, nó chỉ nói là cái cổng này là cái cổng USB-C với công nghệ PD, tức là Power Delivery. Nhưng mà mình thấy là các bạn cũng thấy là nó hỗ trợ sạc ok luôn. Như vậy thì mình sẽ bớt cái đống dây lằng nhằng này nếu mình có điều kiện hay. Ok, xin cảm ơn các bạn.